chương 61 Phòng ngủ ba đại học Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Không vài ngày, mặt khác viện cũng đã báo danh kết thúc. Năm nay trường học rất náo nhiệt, diễn đàn cùng thổ lộ trên tường mỗi ngày đều có người trộm chụp, hỏi ý kiến cùng một người là ai, mỗi ngày đều có vô số đồng học tại dưới phổ cập khoa học, kia là tài chính hệ lục dĩ hoài. Ngu trà chuyên nghiệp có chút ít lưu ý, người rất ít, chương trình học biểu đã đi ra, tương đối rộng thùng thình, cho nên về sau nàng có càng nhiều thời gian an bài tại mặt khác sự thượng. Nghỉ hè mới còn tiếp một cái huyễn tưởng mạng họa đã bị nhà xuất bản coi trọng, phỏng chừng lại mấy tháng liền sẽ xuất trên sách thị. Quân huấn ngu trà tham gia hai ngày đã tới rồi kỳ kinh nguyệt, bị lục dĩ hoài mang về, nàng lại như thế nào yêu cầu làm nũng đều không được, chính là không cho nàng tham gia. Chờ về trường học khi đã là quân huấn kết thúc. Lại như thế nào phòng phơi nắng, bạn cùng phòng nhóm vẫn là bị phơi nắng đen, tô hạ đen một cái độ, nhìn đến ngu trà trở lại ký túc xá, bạch được phản quan, so với ai khác đều khí. Bắt đầu lên lớp không hai ngày sau, ngu trà cùng lục dĩ hoài hai cái người chỉ bằng mặt ra danh, mỗi ngày đều có thể ở trong trường học xã giao phần mềm thường xuất cái danh. Trong trường học nhàn rỗi không có chuyện gì liền thích sắp xếp hoa hậu giảng đường, ngu trà trực tiếp liền bị đưa lên để nhất danh, không đến ba ngày, các nàng viện vây xem đám người liền thẳng đến ba vị sổ thứ năm buổi sáng chỉ có hai tiết khóa lâm phiên cùng ngu trà mới từ phòng học đi ra liền nhìn đến một cái nam sinh đứng ở cửa trên tay còn ôm một bó tiên diễm hoa hồng nhìn đến ngu trà thân ảnh nam sinh nhãn tình sáng lên tiến lên một bước ngu trà đồng học sinh dừng bước lâm phiên mí mắt nhảy dựng nói thật loại này nàng trước kia thấy được nhiều thường xuyên có một chút video trong liền có đương trung thổ lộ, phần lớn đều là trong đại học phát sinh. Ngu trà chỉ tưởng rời đi, cấp tốc nói ta còn có việc. Nàng mới vừa hướng trách vừa đi, phía sau đột nhiên có người vương tay giữ chặt nàng cánh tay, ngu trà, nhân gia tìm ngươi, ngươi dù sao cũng phải nhượng người đem nói cho hết lời đi, vạn nhất có cái gì việc cấp ni. Lương vũ từ ngu trà phía sau đi ra, nhẹ nhàng mở miệng. Ngu trà trừ đi cánh tay của mình, sắc mặt nhàn nhạt nhìn chính mình cái này bạn cùng phòng. Lương Vũ đối thượng nàng ánh mắt, chính là cười cười. Lâm Phiên đều bị xuất hiện Lương Vũ tể đến một bên, nếu mày hỏi, nhân gia lại không là tìm ngươi, ngươi quản như vậy nhiều làm gì? Lương Vũ nói, chính là nhân gia cũng chờ lâu như vậy. Đại khái là thấy có người ở trong này vây xem, lại đây người càng ngày càng nhiều, cả trai lẫn gái đều nhìn chăm chăm, còn có người cầm di động tại chụp. Ngu trà yên lặng nhìn Lương Vũ, bỗng nhiên cười một chút, nói ta không có nghĩa vụ nghe mỗi người nói chuyện. Lương Vũ không từng nghĩ nàng cái này phản ứng. Bởi vì cho tới nay ngu trà tính cách đều biểu hiện được rất nhu, cũng không nói lời nói nặng, nhẹ nhàng nhu nhu, cũng rất ít sinh khí, nàng mới có thể đứng ra mở ra khẩu. Lâm Phi nghẹn cười, cảm thấy Lương Vũ hôm nay thật là rất khôi hài, chính là, người muốn nghe ngươi đi hỏi nhân gia chính là, làm mà ngăn đón ngu trà ngu trà có bạn trai chẳng lẽ ngươi không biết sao mặc dù mới khai giảng không bao lâu thời gian nhưng là lục dĩ hoài đã lộ diện quá mấy lần thường xuyên cùng ngu trà cùng đi bên ngoài ăn cơm lương vũ sắc mặt có chút xấu hổ đôi mắt ửng đỏ nói tính ta xen vào việc của người khác ta cũng không có ý tứ gì khác nàng hồng mắt bài trừ đám người lâm phiên nghẹn họng nhìn trân trối ta mắng nàng sao như vậy muốn khóc không khóc bộ dáng ông Hoa Nam Sinh cũng có chút xấu hổ, vốn là chính là cổ khởi dũng khí tới, chính muốn nói cái gì, điện thoại di động đột nhiên vang lên, vừa tiếp xúc với thông điện thoại kia đầu bạn cùng phòng khiến cho hắn nhanh chóng trở về. Vây xem đám người theo hai cái đương sự rời đi tán đi. Ngu trà sắc mặt không thay đổi, ông thư hướng ký túc xá đi. Lâm Phiên nói, vừa mới lương vũ cái gì biểu tình, ta nói còn có hảo vài câu chưa nói ni, hẳn là nhượng ta nói xong như vậy về sau đại gia liền cũng biết, chỗ nào còn sẽ có không mọc mắt, đều là tình lữ như thế nào còn đến thông báo. Ngu trà nói, kỳ thật mọi người đều biết. Như vậy xã hội có bí mật gì, chỉ bất quá người đều thích xem kịch vui mà thôi, giống lâm phiên như vậy đi ra rất ít. Hôm nay người bạn trai ở trường học sao? Lâm phiên hiếu kỳ nói, nếu là biết việc này, khẳng định muốn ăn giấm. Dù sao nàng xem mặt liền có thể nhìn ra. Ngu trà nói, không tại. Bất quá việc này chỉ sợ cũng đã bị biết, trong trường học phát sinh sự cũng không phong bế, hắn lại luôn luôn thập phần chú ý bên người nàng sự. Quả nhiên không xuất ngu trà dự kiến, mấy phút đồng hồ sau, điện thoại đến. Nàng tiếp thông điện thoại, lục dĩ hoài liền hỏi, đãi sẽ không có khóa. Ngu trà ừ một tiếng, không có, hôm nay chỉ có hai tiết khóa, buổi tối ngược lại là còn có hai đoạn tích tu khóa lục dĩ hoài còn nói một ít nói ngu trà vẫn luôn không nghe đến hắn hỏi vừa mới phát sinh sự trong lòng rối rắm một lát chủ động hỏi trường học phát sinh sự ngươi có phải hay không biết lục dĩ hoài nói biết đương nhiên biết không chỉ biết còn rất sinh khí ngu trà nghe được ngữ khí của hắn cùng trước kia bất đồng nhưng là lại rất nhanh dời đi cái này đề tài tự hồ là không muốn nói cái này đề buổi tối ước hội ngày hôm sau lên lớp khi không ít người phát hiện trong phòng học có chút bất đồng. Ngu trà luôn luôn ngồi ở phòng học góc chỗ, lần này bên người nàng nhiều một cái nam sinh, xuyên màu đen áo sơ mi, cổ tay áo vãng tới tay khuỷu tay chỗ. Đi ngang qua người tùy ý thoáng nhìn liền nhìn đến kia trên cổ tay có một khối đồng hồ, nửa ngày mới nhận ra đến, thiếu chút nữa ngã sấp xuống tại trên bậc thang. Như vậy quý đồng hồ đeo tay liền như vậy mang đi ra. Ngu trà vẫn luôn nhìn đến rất nhiều người tại lén lúc hướng bên này đánh giá, nhỏ giọng nói, ngươi nhìn ngươi nhất tới, đều tại nhìn nơi này. Hảo hảo an ổn không có. Lục dĩ hoài tùy tay khép lại thư, quay đầu đi nhìn nàng, nhiều nhìn xem. Những sở hữu người đều biết nàng là hắn. Các nữ sinh tâm hoa nộ phóng, sôi nổi tại uy chắc thượng hỏi thăm tọa ngu trà bên cạnh là ai a à, như vậy soái Có nhận thức người nói, lục dĩ hoài, ta trường học nhân vật phong vân, tuổi còn trẻ cũng đã quản lý công ty, chỉ sợ hôm nay thổ lộ trên tường lại muốn nhiều suốt một loạt hắn thổ lộ. Tuy rằng các nàng rất kích động, nhưng là ngu trà cùng lục dĩ hoài chung quanh lại không xuống dưới, lâm phiên từ buồn vệ sinh trở về, đem di động cho ngu trà nhìn, ngươi nhìn, ta liền nói, tuyệt đối sẽ thành đại tin tức. Trên màn ảnh là thổ lộ tường, có người trộm chụp nhất trương lục dĩ hoài ảnh chụp, còn đem nhập kính ngu trà cho rất một hơn phân nữa sau đó tại thổ lộ phía dưới hồi phục cũng là rất thần kỳ đừng nói nữa ngày hôm qua cái kia người biết sao lại có đại sự gì đã xảy ra sao tài chính hệ vì cái gì đi vào trong đó lên lớp ta nhớ rõ hắn bạn gái là nơi đó đi bồi bạn gái lên lớp khuyên ngươi sớm làm sang cái này rất nhanh đã có người truy vấn ngày hôm qua cái kia người là ai xảy ra chuyện gì sau đó phải có được phổ cập khoa học đáp án chính là ngày hôm qua muốn đưa hoa kết quả chỉ nói một câu nói vị kia, hôm nay mới đi ra tin tức, sắp đi nước ngoài trường học giao lưu, phỏng chừng một hai năm nội là sẽ không trở lại. Dưới một vòng khiếp sợ biểu tình. Ngu trà cũng nhìn đến cái này, quay đầu hỏi cùng ngươi có quan sao? Lục dĩ hoài không chút để ý hồi đạo ta chỉ là cho hắn hai lựa chọn, hắn bản thân tuyển. Hai lựa chọn đều là có lợi, hắn tuyển xuất ngoại, bởi vì rõ ràng cái này lựa chọn đối hắn càng hảo, hắn gia cảnh căn bản chống đỡ không khởi cái này tiêu phí, có thể chi phí chung tự nhiên sẽ lựa chọn cái này. Nhưng là người khác không biết như vậy, trải qua như vậy một nhuộm đẫm, cơ hồ sở hữu người tại suy đoán, đây là sinh khí, cho nên mới làm như vậy. Đại lão hướng quan giận giữ vi hồng nhan. Các nam sinh cảm thấy đây là tại cưỡng bức lợi dụ. Các nữ sinh chỉ cảm thấy cái này hành vi sạch sẽ lưu loát, quả thực chính là kịch truyền hình trong mới có thể phát sinh nhỏ giọng đàm luận vừa hướng ngu trà lộ ra hâm mộ biểu tình từ cao trung liền ở cùng một chỗ còn có thể cùng nhau đến bây giờ có thể chia tay sao tưởng thừa dịp xâm nhập không ngừng một cái dù sao tại có chút người trong mắt ngu trà cũng không có gì lợi hại địa phương thiên hạ không có không tán yến hội luyến ái cũng là như thế rất nhiều người đều cảm thấy luyến ái nói lâu liền sẽ chán ghét cao trung chính là tiếp xúc nữ sinh thiếu, đại học có thể bất đồng, cho nên đều ba ba mà chờ. Lâm Phiên liền cùng mặt khác người bất đồng. Tại diễn đàn trong tất cả đều là thảo luận hai cái người thời điểm, nàng lén lút phát rồi một cái thiếp mời, bắt đầu đổi mới hai cái người luyến ái sử. Lâm Phiên là từ trao đổi nhân sinh, cái này tống nghệ trong nhận thức ngu trà, sau lại thượng đại học sau không nghĩ tới cùng bản nhân làm bạn cùng phòng, liền thành nàng miếng, cũng sưu một ít sự tình trước kia. Lâm Thủy Nhất trung tai ba cũng không che giấu cái gì. Không bao lâu nàng thiếp mời liền nhiều rất nhiều hồi phục, ta còn là muốn biết là tình huống nào. Giống nhau loại này cao trung bắt đầu luyến ái đều kiên trì không được bao lâu, đại học muôn màu muôn vẻ, ta có thể không tính cái gì nam sinh đều ngăn cản được trụ dụ hoặc. Không nói cái khác, liền hướng cái này nhan trị, quá tốt nhìn, vẫn là vĩnh viễn tại cùng nhau đi, dưỡng mắt. Nói mau trước kia xảy ra chuyện gì? Lâm Phiên lần đầu tiên cảm giác đến những cái đó tác giả nhóm vui vẻ, phía dưới một đám truy người, quan sát hồi phục liền có thể làm cho nàng vui vẻ thật lâu. Nàng dĩ nhiên quên chính mình bên cạnh còn ngồi ngu trà, mỗi cách một đoạn thời gian liền đánh vài đoạn tự đặt trên đi, còn sẽ xứng đồ. Tống nghệ thượng tiệt đồ, trước kia cao trung người khác trộn chụp đồ, gần nhất những chỗ này thượng trộn chụp đồ. Lâm Phiên bên này lửa nóng, nàng bên cạnh cũng rất an tĩnh ngu trà sờ sờ túi thường ngày nàng sẽ tại trong bao hoặc là túi trong phóng mấy viên đường tự hỏi mạng họa kịch tình hoặc là tan học thời điểm liền ăn chút hôm nay đại khái quên không lấy ra đến lục dĩ hoài nháy mắt không nháy mắt nhìn nàng động tác ngu trà ngừng tay như vậy xem ta làm mà tuy rằng không có lên lớp nhưng cũng là ở trong phòng học nàng nói thoại thanh âm không đại nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nguyễn miên miên lục dĩ hoài không nói chuyện chính là bắt tay duỗi vào chính mình trong túi cách đó không xa các nữ sinh đều lén lút mà nhìn qua tưởng nhìn nóng nảy đại lão có thể lấy ra cái gì đồ vật đi ra phía trước đột nhiên có người quay đầu lại ngu trà ngày hôm qua sự thật xin lỗi đây là ta mua trà sữa cho rằng là ta giải thích ngu trà lúc này mới chú ý tới lương vũ cư nhiên ngồi ở chính mình phía trước nàng không biết đến đây lúc nào hôm nay so thường ngày tinh xảo rất nhiều không chỉ làm tạo hình còn xuyên nhất kiện màu trắng váy liền áo ngu trà liếc hướng kia cốc trà sữa không tiếp tại lúc này điểm đột nhiên cái này hành vi chỉ cần có chút đầu óc đều sẽ biết đang suy nghĩ gì nàng cười như không cười mà nhìn lương vũ lương vũ tim đập được bay nhanh xách trà sữa một tay vén tóc dư quan lại không tự chủ được mà nhìn hướng bên cạnh hôm nay buổi sáng ngu trà tại ký túc xá trong nhận điện thoại Nàng chỉ biết Lục Dĩ Hoài sẽ cùng nàng cùng lên tới lên lớp. Chính là Lục Dĩ Hoài trong ánh mắt chưa từng có người khác. Hắn phi thường bình tĩnh mà lấy ra mấy viên đường, quán tại trong lòng bàn tay, đưa đến ngu trà trước mặt, ăn đi. Lục Dĩ Hoài dùng mấy viên đường liền đem ngu trà lực chú ý dời đi. Mà sách trà sữa lương vũ bị không nhìn được từ đầu tới đuôi. Một tiết khóa còn không bắt đầu bao lâu thời gian, về đại lão tùy thân mang kẹo sữa chỉ vì nuôi nấng bạn gái tin tức truyền khắp toàn bộ vườn trường. Chương 62 Phòng ngủ 4 đại học Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tan học sau ngu trà hồi ký túc xá, mà lục dĩ hoài muốn đi xử lý công tác, hai cái người dọc theo đường thời điểm, không ít người đều lặng lẽ nhìn qua. Lâm Phiên từ lúc tan học thời điểm liền chạy, ngu trà, chờ ngươi đến ký túc xá lại nói, ta đi về trước nha ngu trà liên câu cũng không kịp nói lục dĩ hoài nhận thức nàng cái này bạn cùng phòng trước liền gặp qua lén lút cũng ra quá là cá tính cách không sai hắn không sẽ cho phép tâm tư bất chính người xuất hiện tại ngu trà bên người trước kia là lo lắng ngu trà biết dù sao ngu trà không là đặc biệt thích hắn cường thế bây giờ là liền tính nàng biết cũng muốn ra tay ngu trà ngược lại là không nghĩ tới này một tra, mà là suy nghĩ hôm nay như vậy nhất tới ở trong trường học có thể trực tiếp nổi danh. Lục dĩ hoài nói, đi ra ngoài ăn chút gì. Hắn cũng không đợi ngu trà trả lời, trực tiếp bắt lấy nàng tay, mang nàng đi đã định hảo nhà ăn. Ngu trà cũng không chuẩn bị phủ nhận. Nàng miệng trong còn có chút nải vị, đột nhiên nhớ tới kẹo sữa, hỏi, ngươi như thế nào còn tùy thân mang đường. Lục dĩ hoài nhìn nàng, ngươi cứ nói đi. Ngu trà bị hắn nói như vậy được đỏ mặt nàng lại nhịn không được giải thích ta trước kia cho rằng ngươi thích ăn đường, cho nên mới sẽ tại ngươi khóa bàn trong phóng đường. Việc này tuy rằng đều rõ ràng, nhưng nàng vẫn là cảm thấy đỉnh nhục nhã. Lục dĩ hoài cười nhẹ thanh ta biết. Không chỉ biết, từ một bắt đầu ngay tại cho phép. Hắn nhìn ngu trà dần dần nảy nở dung nhan, tâm thần vừa động. Ngu trà không chút nào biết, ngô, có thể ăn. Kỳ thật nàng có đôi khi cũng muốn đi hỏi, Rốt cuộc vì cái gì Lục Dĩ Hoài coi trọng nàng, rõ ràng nàng đều không biết Lục Dĩ Hoài. Không trọng sinh khi, cận có cùng xuất hiện cũng là ở trong trường học, Ngu Trà ấn tượng trong tựa hồ chưa từng có cùng Lục Dĩ Hoài nói quá một câu. Từ đời trước đến nay nhất thế, Lục Dĩ Hoài đều có mặt danh chấp niệm. Ngu Trà áp hạ tâm trung nghi hoặc. Buổi chiều không khóa, nàng rõ ràng liền vẫn luôn đến chạm vạn đi lên lớp mới hồi ký túc xá, cùng Lâm Phiên cùng đi phòng học lâm phiên hỏi buổi chiều đi ra ngoài ước hội a à? ngu trà nói cái gì ước hội nam nữ bằng hữu đây không phải là ước hội mà lâm phiên hì hì cười đối hôm nay buổi sáng lương vũ xin lỗi ngươi ta nhìn nàng chính là không cái kia ý tứ trà sữa đại khái là chính mình mua lâm thời nói đưa cho ngươi đi tuy rằng ngoài miệng như vậy nói nhưng là ly được gần đều có thể nhìn ra nàng tầm mắt đặt ở nào lục dĩ hoài lớn lên như vậy soái gia thế lại hảo, có thể nói là toàn bộ trong trường học xuất sắc nhất nam nhân, lương vũ tâm động rất bình thường. Chính là cũng biết là bạn cùng phòng bạn trai, còn thượng vội vàng liền có chút hạ giá. Ngu trà thần sắc phai nhạt đạm, ta biết nàng đang suy nghĩ gì. Cao trung trong cũng có như vậy đối lục dĩ hoài. Bất quá nàng trước kia không biết chính mình ý tưởng, hiện tại lại bất đồng, lương vũ đây là tại không đem nàng đương hồi sự. Lâm Phiên nói, ta lo lắng là nàng lén lút. Ngươi không biết đi, ta trước kia cao trung có cái bằng hữu, nàng thích thượng một cái học sinh chuyển trường, liền lộng đến số điện thoại, tại ký túc xá trong cao hứng mà niệm đi ra, sau đó nàng có cái bạn cùng phòng, liền lén lút nhớ kỹ cái này dãy số. Không chỉ lén lút ghi nhớ, còn lén lút gọi điện thoại đi qua. Tuy rằng khi đó nàng bằng hữu cùng học sinh chuyển trường không là nam nữ bằng hữu, nhưng là bằng hữu bạn cùng phòng hành vi như thế nào đều có điểm một lời khó nói hết. Tưởng tuy chính mình đi muốn phương thức liên lạc, lén lút nhớ kỹ là cái gì quỷ. Ngu trà khiếp sợ còn có như vậy sao? Lâm phiên gật đầu đúng vậy, cho nên ngươi muốn cẩn thận điểm. Ngu trà nghĩ nghĩ, hảo. Nói là nói như vậy, nàng còn là phi thường tin tưởng lục dĩ hoài. Dù sao cao trung một chỉnh năm đều lại đây, lục dĩ hoài chiếm hữu dục cũng không phải là đơn giản. Lương Vũ chỉ sợ muốn tự thảo này nhục. Buổi chiều hồi ký túc xá, Lương Vũ đang ngồi ở trước bàn hóa trang, thay đổi kiện mới váy, hoặc nhìn Vân Đạm Phong Kinh, một chút cũng không bị quấy rầy đến. Nàng cười nói, các ngươi đã về rồi. Lâm Phiên cùng Ngu Trà đều nhàn nhạt mà trả lời một câu. Đang nói, cô hạ từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào, một trận nhiệt khí truyền đến, sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới, như thế nào điều hòa còn không khai ký túc xá trong không khí lập tức quỷ dị đứng lên. Tô Hạ là điển hình tiểu công chúa tính tình, một chút không như ý liền sẽ phát giận, nhưng là cũng chưa từng nói quá cái gì lời nói nặng. Tô Hạ đóng cửa lại, có ý ngầm chỉ đều hơn 30 độ còn không khai, các ngươi không nhiệt ta còn nhiệt. Lương Vũ buông xuống trên tay đồ vật, ôn nhu mở miệng, đãi sẽ tắm rửa xong sau lại khai đi, hiện tại đại gia đều muốn tắm rửa đi. Cô Hạ cười lạnh một tiếng, liền kém như vậy điểm điện phí. Lương Vũ bị nàng vừa nói như thế, sắc mặt cứng đờ, nửa ngày mới mở miệng, ta lại chưa nói không khai, ngươi khai chính là, ta cái gì thời điểm nói điện phí. Nhìn đến hai cái người đối thượng, Lâm Phiên ăn dưa. Ngu trà đối các nàng hai cái sự tuyệt không quan tâm, lấy chính mình quần áo chuẩn bị đi buồn vệ sinh tắm rửa. Trì điểm khai sớm một chút khai không liền thiếu chút nữa điện phí. Tô Hạ gỡ xuống vòng tay, ngữ khí bình thản rồi lại chói tai. Ngươi. Lương Vũ nghẹn lời. Nàng gia cảnh bình thường, trong nhà lại trọng nam kinh nữ, thượng đại học cho nàng giao cái học phí đã là đỉnh thiên, dư lại sinh hoạt phí đều là muốn chính mình đi kiếm. Cho nên ở trong trường học có nhiều chỗ nàng là có thể tỉnh liền tỉnh. Tô Hạ cùng nàng một cái ký túc xá, tất nhiên là biết tình huống. Tô Hạ nhớ mày, ta cái gì? nàng trực tiếp mở điều hòa, lại chuyển hướng Lâm Phiên cùng ngu trà, ta khai điều hòa các ngươi có ý kiến gì không? Lâm Phiên nói, ta không hề gì. Ngu trà chính là ở ừ một tiếng liền vào buồn vệ sinh. Tô Hạ hết sức hài lòng, liếc mắt Lương Vũ còn chưa hoàn thành trang dung, ta ở ký túc xá không là đến chịu ủy khuất, ngươi nếu là không tiền ta liền chính mình phó điện phí. Lương Vũ tưởng phản bác, cuối cùng vẫn là nhịn được. Nàng nhìn kính trung đôi mắt ửng đỏ chính mình, nếu không là không tiền lại như thế nào sẽ bị tô hạ như vậy sặc bị nàng kinh thường nếu nàng có tiền liền không sẽ như vậy lương vũ vốn là đêm nay là đi làm kim chức đến đại học sau nàng mới phát hiện cùng trong nhà cái kia địa phương nhỏ khác nhau phổ thông quả thực lại mệt lại khổ nàng không nguyện ý bằng vào diện mạo cuối cùng tại nhà ăn lầu hai quán cà phê làm công thoải mái lại có điều hòa hơn nữa thường xuyên còn sẽ nhìn đến một ít không sai nam sinh cũng có người muốn nàng uy chát tại liêu nàng lương vũ tâm tư khẽ nhúc nhích không biết nghĩ tới điều gì tô hạ đã tại trước bàn bắt đầu gọi điện thoại ba người không biết này ký túc xá lại phá lại lạng khai cái điều hòa đều còn muốn thấy thời gian ta không cần ở ký túc xá tô ba ba liền như vậy một cái nữ nhi rất sủng nàng nghe nàng oán giận thời tiết rất nóng hổi điều hòa sự đau lòng được không được chờ đại một kết thúc liền ở bên ngoài mua cái phòng ở trụ không cần tể tiểu ký túc xá. Tô Hạ làm nũng hảo, ta chỉ biết ba ngươi tối đau ta. Vẫn luôn nghe xong toàn bộ hành trình lương vũ sắc mặt càng thêm khó coi, hít sâu vào một hơi, nhanh chóng hóa hoàng trang, cầm bao bao liền ra cửa. Ngu trà tắm rửa xong đi ra sau, ký túc xá một mảnh lạnh lẽo. Lâm phiên hướng nàng chớp mắt vài cái, lại phát bi chắc tin tức cho nàng, lương vũ bị tô hạ tức giận bỏ đi, ta nhìn còn cảm thấy đỉnh hết giận, điều hòa điều khiển từ xa mỗi người đều có thể dùng nhưng là mỗi lần lương vũ đều muốn nói như vậy một đôi lời làm các nàng rất lãng phí dường như ai còn không giao điện phí như thế nào ngu trà nhìn lâm phiên oán giận nhìn không được cười tô hạ tính tình là rất bạo nhưng là bình thường không có việc gì thời điểm không sẽ làm cái gì một khi ảnh hưởng đến nàng hưởng thụ sinh hoạt nàng liền sẽ nói chuyện thứ người cho nên ngu trà trong ngày thường cùng nàng đều không từng cãi nhau không đợi hồi phục lâm phiên, đối diện Tô Hạ đột nhiên hét lên một tiếng, có sâu, ký túc xá trong đều bị thanh âm này chấn động. Lâm phiên cọ cọ mà chạy tới, cái gì sâu? Tô Hạ nhảy dựng đến mặt sau, ta cốc trong. Ngu trà cũng đi qua mắt nhìn, phát hiện là chỉ loài bò sát, cốc trong không thủy, sâu ngay tại cốc đế bò, trong chốc lát liền bò đi ra, ở trên bàn. Nàng da đầu đều có điểm rung lên. Ngu trà nói, lấy đồ vật chụp chết tô hạ dùng sức lắc đầu ta mặc kệ ngươi như thế nào lá gan như vậy tiểu lâm phiên thổ tào một câu vươn tay liền lấy tô hạ trên bàn một quyển sách đánh tô hạ sinh khí ngươi dùng như thế nào ta thư lâm phiên nói ta giúp ngươi ngươi còn chất vấn ta tô hạ ngươi nói như vậy ngu trà không khỏi hỏi vừa mới kia loại tình huống kia không phải dùng ai thư dùng ta tô hạ lần đầu tiên kinh ngạc Chờ xác nhận lâm phiên đã chụp chết sâu, sau đó mới chậm rì rì mà trở lại bên cạnh bàn, kiều hai ngón tay đem thư sách đứng lên. Nhìn đến sâu thi thể lại hét lên một tiếng. Quyển sách này trực tiếp bị tô hạ ném tới thùng rác trong, một chút lưu luyến đều không có. Ngu trà lắc đầu, chưa từng nghĩ quá tô hạ thanh âm cư nhiên có thể như vậy đại. Nàng hỏi, ngươi đem thư ném, khi ngươi lên lớp làm như thế nào? Lại mua một bản. Tô Hạ không thèm để ý chút nào, phất phất tay, chẳng lẽ còn mua không được một quyển sách, cùng lắm thì mua cái nhị thủ. Tuy rằng dùng nhị thủ không rất sản, nhưng là tổng so này bản ô uế thư hảo. Ngu trà nghĩ thầm rằng ngươi vui vẻ liền hảo. Điện thoại di động đột nhiên vang lên, nàng chuyển được. Lục dĩ hoài thanh âm từ kia đầu truyền tới, đến ký túc xá. Ngu trà ừ một tiếng, cùng hắn nói vài câu, nghe được tô hạ tại ban công cùng tô ba ba oán giận, liền kém không khóc, cười đem việc này nói một chút. Nàng thấp giọng nói, thật không nghĩ tới tô hạ cư nhiên là như vậy. Lục dĩ hoài nghĩ thầm rằng ngươi cũng có như vậy thời điểm. Bình thường thoạt nhìn rất đứng đắn, lá gan không tiểu, nhưng là mỗi lần hắn còn không làm cái gì, liền muốn khóc chịu ủy khuất bộ dáng. Lục dĩ hoài hỏi, ngươi lần trước có phải hay không cũng khóc. Ngu trà phủ nhận, ta không có rõ ràng liền chính là đôi mắt đỏ mà thôi dù sao không rơi nước mắt chính là không khóc lục dĩ hoài cười khẽ thanh ngươi không có hắn như vậy cái trả lời ngược lại nhượng ngu trà càng cảm thấy được thẹn thùng hoàn hảo không ở trước mặt mình nhìn không tới nhéo nhéo có chút đỏ lên mang tai lục dĩ hoài còn nói ta tại ngươi ký túc xá dưới lầu ngu trà a một tiếng nhu nhu đạo đã trễ thế này ngươi chờ ta đi xuống nàng nhanh chóng thay đổi váy ngủ mặc dù tại lục dĩ hoài trước mặt bị gặp qua vô số lần váy ngủ, nhưng là đây là ở trường học. Mấy phút đồng hồ sau, ngu trà mới vội vàng xuống lầu. Nàng mới vừa tắm rửa xong, tóc đều chưa kịp thổi, nửa khô mà phi tại thân hậu, có loại hoa sen vừa nở ra trên mặt nước cảm giác. Lục dĩ hoài ánh mắt đen tối, sờ sờ nàng tóc. Ngu trà thở hỗn hển thở dốc nhi, hỏi ngươi tại sao lại đột nhiên đến nha. Lục dĩ hoài không trả lời, tới gần nàng, chóp mũi ngửi được tắm rửa lộ thanh hương, nhìn không được nhắm mắt ngửi khẩu. Ấm áp hô hấp phun tại mặt bên, ngu trà đều bắt đầu nóng được hoảng, đẩy hắn, nơi này là ký túc xá lâu. Lục dĩ hoài vị buông tiếng thở dài, tưởng ngươi. Ngu trà bị hắn vừa nói như thế, nhanh chóng đem lấy tay về, sợ châm ngòi thổi gió. chặn vạn tài trí khai. Lúc này mới mấy giờ không đến vu trà ngữ khí trong không tự giác dẫn theo điểm hoán trách. Lục dĩ hoài thích nàng tiểu tính tình, sinh động minh mị, nhượng hắn yêu thích không buông tay, lại thâm thâm mê luyến, không kịp đợi. Vu trà trong lòng ngọc liệm, không nói lời nào. Hai cái người ngay tại tiểu đạo thượng tản bộ, ngẫu nhiên nói nói mấy câu, lục dĩ hoài cùng nàng nói một ít tần du bọn họ gần nhất đang làm gì đó. Mau trở lại ký túc xá khi, lục dĩ hoài điện thoại di động đột nhiên vang lên ngu trà dư quan liếc mắt là cái xa lại dãy số nhưng nàng lại cảm thấy giống như đã gặp nhau ở nơi nào lục dĩ hoài tùy tay chuyển được quy đối diện qua vài giây mới truyền tới một cái nhu nhu giọng nữ ta ngại ngùng ta giống như đánh nhầm rồi xin lỗi lục dĩ hoài nhíu mày hiển nhiên nghe ra đến ngu trà lại thần sắc một lãnh thanh âm này nàng tùy tiện vừa nghe liền nghe ra tới là lương vũ ngu trà vương tay đi đụng lục dĩ hoài tay nhẹ giọng nói nhượng ta nghe một chút hảo lục dĩ hoài trực tiếp phóng tới nàng bên tai thuận tay lại thay nàng vuốt vuốt bị gió thổi loạn tóc điện thoại còn không có cắt đứt ngu trà không chút nào có khách khí lương vũ đã trễ thế này như vậy xảo đánh sai điện thoại đến ta bạn trai trên điện thoại di động không phải là tìm ta đi nàng nói được không khoái bình thường mềm nhẹ thanh âm lại nhiều ti lãnh tỉnh đối diện không thanh âm. Lục dĩ hoài nghe được có thú, liền như vậy nhìn ngu trà nhìn, nhìn nàng dở trò xấu tiểu biểu tình, trong lòng ngứa. Bạn trai cái này xưng hô, rất êm tai. Ngu trà nhíu nhăn cái mũi, kiều kiều mà trừng mắt nhìn lục dĩ hoài, ngoài miệng lại không lưu tình, ngươi đã như vậy gấp tìm ta, ta quá mấy phút đồng hồ liền hồi ký túc xá, cùng ngươi hảo hảo tâm sự. Nàng trực tiếp cúp điện thoại, đem điện thoại di động còn cấp lục dĩ hoài lục dĩ hoài sắc mặt cũng không tốt lắm. Hắn phương thức liên lạc vẫn chưa công khai, cũng không biết lương vũ như thế nào lấy đến, hắn không có khả năng dễ dàng phóng quá. Vừa vặn cũng không sai biệt lắm đến ký túc xá dưới lầu, lục dĩ hoài bắt được ngu trà thủ đoạn, đầu ngón tay va chạm vào nhẵn nhụi da thịt, rất thoải mái. Ngu trà muốn rút về đi, ta muốn lên lầu. Sắc trời rất vãng, ký túc xá dưới lầu không có một bóng người, chỉ có hai người bọn họ tại ven đường, dưới bóng đêm nữ hài mềm mại động nhân. Lục dĩ hoài nhịn không được thấu đi lên hôn nàng, thoải mái mà phá vỡ phòng ngự, một bắt đầu là hung ác, sau lại lại từ từ ôm nhu. Vẫn luôn đến ngu trà để hắn ngực đứng vững, hắn mới buông nàng ra, cọ cọ khóe môi, hảo, ngủ ngon. Ngu trà thật sự là vừa tức lại xấu hổ. Lục dĩ hoài nhìn nàng bộ dáng, đột nhiên tưởng khởi trước kia tần du thường xuyên nói một cái từ, còn đỉnh thích hợp nải hung nải hung. Chương 63 Phòng ngủ năm kết cục Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Trở lại ký túc xá trong mới 10 điểm nhiều. Lâm Phiên chính mang tai nghe truy kịch, Tô Hạ đã nằm ở trên giường chơi điện thoại di động, ký túc xá trong điều hòa khai thấp, đỉnh mát mẻ. Nghe thấy động tĩnh, Lâm Phiên ghé vào bên giường thượng, ta còn tưởng rằng ngươi muốn trở về muộn điểm đi, vốn là muốn cho ngươi cho ta mang đồ vật ăn, sao lại vẫn là nhịn được ngu trà nói ta đêm nay không xuất trường học ngay tại ký túc xá ngoại tán sẽ bước lâm phiên nói hoàn hảo không quấy rầy các ngươi ngu trà cười cười trước đem tóc thổi khô nàng tóc dưỡng được rất hảo nhu thuận đen bóng thường xuyên làm tạo hình người đều sẽ khen không quá một lát ký túc xá môn bị đẩy ra lương vũ đóng cửa lại đi tới nhìn đến ngu trà đứng ở bên cạnh bàn trong lòng lột bột một tiếng, không dám cùng nàng đối diện, lập tức về tới chính mình bên cạnh bàn. Nàng vị trí ngay tại cạnh cửa, cho nên không cần trải qua ngu trà. Lương Vũ nghĩ tới đêm nay trong điện thoại thanh âm trong lòng liền đánh trống, ký túc xá trong lại an an tĩnh tĩnh, không người nói chuyện. Nàng đi ban công thượng thu quần áo, chuẩn bị đi buồn vệ sinh tắm rửa. Mới vừa gia nhập ký túc xá, liền nghe thấy trong trẻo thanh âm. Lương Vũ, ngươi đêm nay như vậy gấp tìm ta trở về cũng không lên tiếng chào gọi ngu trà nhìn nàng lương vũ khẽ dừng động tác ngươi không là trở lại mà ta cũng không có gì sự liền liền lo lắng buổi tối bên ngoài không an toàn ngu trà cười như không cười ngươi không tồn ta số điện thoại di động sao khai giảng không bao lâu các nàng liền trao đổi phương thức liên lạc tô hạ tính tình như vậy không hảo đều để lại phương thức liên lạc để ngừa vạn nhất lâm phiên nhìn ngu trà phản ứng tự hồ xảy ra chuyện gì không khỏi gỡ xuống tai nghe nhìn hướng bên kia lương vũ mà ngay cả tô hạ đều tò mò mà nhìn lại đây ngu trà chậm rãi đi qua đi không nhanh không chậm ký túc xá cũng không đại vài bước liền tới lương vũ trước mặt nàng so lương vũ cao điểm thùy mâu nhìn đối phương lương vũ lui về phía sau một bước phía sau lưng để thượng ban công môn cho dù này bên đèn không khai cũng có thể nhìn đến nàng đột nhiên biến bạch sắc mặt. Ngu trà từ đầu tới đuôi đánh giá nàng. Nàng cùng lương vũ cùng xuất hiện không nhiều lắm, trừ bỏ tại ký túc xá trong gặp mặt bên ngoài, lên lớp khi chính mình cũng cùng lâm phiên cùng nhau, cùng lương vũ nói nói còn không bằng cùng tô hạ nói nói nhiều. Đây là lần đầu tiên như vậy nhìn kỹ cái này bạn cùng phòng. Ngu trà nghiêng đầu, thanh âm mềm nhẹ. Đêm khuya gọi điện thoại đánh sai không quan hệ, đánh tới ta bạn trai trên điện thoại di động vẫn là thật khéo hợp là đi nàng nhẹ nhàng cười thanh ngu trà thái độ tuyệt không hùng hổ dọa người nói ra nói lại tại ký túc xá trong ném một cái búa tạ đem mặt khác hai cái bạn cùng phòng đều khiếp sợ đến đặc biệt là lấy lâm phiên kinh ngạc nhất nàng hôm nay còn cùng ngu trà đề chính mình trước kia bằng hữu chuyện này nhắc nhở nàng tới kết quả vào lúc ban đêm ngu trà liền đụng phải cơ hồ giống nhau như đúc sự đây cũng quá kỳ ba đi ngu trà bình thường im hơi lặng tiếng mặt khác sự cũng không thế nào quan tâm nhưng nàng không cho phép có người va chạm vào lục dĩ hoài đây là nàng điểm mấu chốt lâm phiên phát tin tức đi qua xảy ra chuyện gì nàng thật sự làm như vậy đây cũng quá ngốc bức đi thật sự khôi hài ta vẫn luôn cho rằng lương vũ liền tính cách kỳ ba điểm không nghĩ tới còn thật chuẩn bị khoét vách tường thật sự là xem thường nàng lúc này mới khai giảng bao lâu ngu trà không cầm di động không biết tin tức cô hạ ngược lại ăn dưa phi thường trực tiếp ngu trà ngươi nói nói có phải hay không ta lý giải cái kia ý tứ a nàng luôn luôn liền không thế nào nhìn xem quán lương vũ hơn nửa đêm nay đánh sâu một chuyện nàng cùng lâm phiên ngu trà quan hệ đột nhiên liền như vậy dịu đi một chút lương vũ mộng nửa ngày rốt cuộc phục hồi lại tinh thần hiện lên duy nhất một cái ý tưởng chính là tuyệt đối không thể thừa nhận ngu trà nói. Nàng ôm chặt trong ngực quần áo, lộ ra ủy khuất biểu tình, ngu trà, ngươi nói lời này là có ý gì, chẳng lẽ ta là cố ý đánh sai sao? Ngu trà thần sắc lãnh đạm, chẳng lẽ không phải? Như vậy vụng về xiết. An tĩnh nửa ngày ký túc xá, cuối cùng là tô hạ cười nhạo một tiếng. Nhìn tới là có người tự tiến cử cái chiếu thất bại a à ha 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 như vậy không mặt mũi không da. Nàng lần trước bị lâm phiên phổ cập khoa học một chút, trong lòng khí bất quá, lén lúc đi trên mạng sư lục dĩ hoài cùng ngu trà sự, thế mới biết nội tình, bình thường nhìn này đối tiểu tình lữ cũng là cảm thấy còn đỉnh không sai. Trăm triệu không nghĩ tới, còn có này xuất diễn. Nguyên bản còn tại chết chống lương vũ nghe được tô hạ trào phúng, ngẩng đầu nhìn hướng ngu trà, đối thượng nàng đáy mắt đông lạnh, sắc mặt trắng bệch. Nàng môi há há, cũng chưa nói suốt cái gì nói đến, xoay người chạy vào trong phòng vệ sinh, trực tiếp đóng cửa lại. Tô Hạ hỏi. Ai, ngu trà, thật vậy chăng? Lâm Phiên cũng hỏi. Nàng thật sự gọi điện thoại cho người bạn trai A. À? Ngu trà ừ một tiếng, trở lại chính mình trước bàn, nói. Lúc ấy ta tại bên cạnh, thấy được nàng số điện thoại di động. Ta chỉ biết nàng không đơn giản. Tô Hạ cười lạnh một tiếng, rồi sau đó còn nói. Ngươi đêm nay biểu hiện ta ngược lại là thích. Ngu trà bị nàng cao ngạo ngữ khí đậu cười, nhận được thích. Tô hạ bị nàng trêu chọc nói lộng được đột nhiên có chút nhục nhã, một lúc lâu nằm hồi trên giường, lại nhìn không được nói. Trách không được ta ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng liền không thích. Ký túc xá trong lần thứ hai an tĩnh lại. Từ đó về sau, lương vũ hồi ký túc xá thời gian càng ngày càng ít thường thường đều là khi đi học mới đến trong phòng học, tan học sau liền rời đi, cũng không hồi ký túc xá, buổi tối cũng là nhanh tắt đèn trước trở về, rửa mặt sau liền đi ngủ. Lâm Phiên thổ tào nói, nàng đây là trốn tránh ngươi đi, bị ngươi điểm đi ra. Mỗi ngày buổi tối trở về như vậy trì, tắm rửa còn động tĩnh không tiểu. Ngu trà mở ra một tờ thư, cười cười không nói chuyện. Qua đoạn thời gian, lâm phiên ở bên ngoài nhìn đến lương vũ cùng một cái nam sinh nói chuyện vốn là không cảm thấy có cái gì thẳng đến nhìn đến cái kia nam sinh có một ngày lại cùng một cái khác nữ sinh động tác thân mật tuy rằng không thế nào thích nàng vẫn là nhắc nhở một câu không nghĩ tới lương vũ một chút phản ứng đều không có lâm phiên biểu môi không nói thêm nữa đại phát lạnh giả thời điểm ngu trà cùng lục dĩ hoài cùng nhau hồi ninh thành bọn họ trở về này thiên hạ tuyết ngồi trên xe khi, ngu trà nhịn không được vương tay mở cửa sổ xe, năm nay tuyết rơi hảo trì. Đều lúc này mới hạ sơ tuyết. Tuy rằng sơ tuyết cũng không có gì thâm ý, nhưng là nghe đứng lên rất là bất đồng, như là giao cho một tầng lãng mạn ý tứ. Ngu trà đối với tuyết ấn tượng rất phức tạp. Tại bị ngu gia nhận nuôi đoạn thời gian kia trong, mùa đông khi ngu minh nhã liền sẽ tìm ra, tuyết thiên liền càng ứng ngu minh nhã tâm tư. Sau lại đi lục gia, Lục dĩ hoài tuy rằng nhìn xem rất khẩn, nhưng là tuyết thiên sẽ mang nàng xuất môn, nàng thậm chí còn có một lần khí đắc dụng tuyết cầu đập hắn. Lục dĩ hoài nhìn nàng vẻ mặt không đối, nói. Vương mụ đã chuẩn bị ngươi thích ăn. Ngu trà lực chú ý trực tiếp bị gọi về, thật vậy chăng, đã lâu không ăn vương mụ làm gì đó, thật có chút tưởng. Nàng bây giờ nói chuyện biến nhiều, chỉ có đối mặt lục dĩ hoài thời điểm sẽ không tự giác mà nhuyễn nhuyễn nhu nhu, nghe đứng lên là loại hưởng thụ sau khi trở về vừa vặn là buổi chiều ngu trà cùng lâm thu thu thượng thần hẹn gặp mặt ba cái người chạm mặt có rất nhiều nói đều muốn nói ở bên ngoài đi dạo hảo mấy giờ trà trà ngươi còn không biết đi ngu gia thân thỉnh phá sản lâm thu thu nói ta ngày hôm qua trở về nghe người nói ngu trà thần sắc hoảng hốt một cái chớp mắt phải không đời trước ngu gia sau lại không biết như thế nào tiến tiểu lâu nhượng nàng đi cầu lục dĩ hoài, cũng là nói công ty nhanh chóng đỡ không nổi gì gì đó, nhượng lục dĩ hoài cho tiền. Đời này thành thật. Lâm Thu Thu nói. Ngu Minh Nhã ngay tại phá sản sau trốn chạy, tuy rằng đều tốt nghiệp, nhưng việc này tại nhất trung tai ba trong còn bị thảo luận hảo mấy trăm lâu ni. Ngu Minh Nhã dù sao cũng là nhất trung nhân vật phong vân. Ngu Trà còn thật không từng nghĩ kết quả như thế, chính là nghĩ đến một sự kiện khi trần mẫn quyên chỉ sợ muốn tức chết ngu minh nhã như vậy tính cách trốn chạy cũng bình thường cũng không phải là lâm thu thu nói ngu gia trực tiếp liền tuyên bố cùng ngu minh nhã không có bất cứ quan hệ nào thượng thần nói trần thanh mai cũng là xui xẻo mới trở về không một hai năm đều còn không hưởng thụ sinh hoạt trong nhà liền phá sản ngu trà quấy cốc trong cà phê không khỏi tưởng khởi đời trước những cái đó lẻ loi tổng tổng sự tình, chỉ cảm thấy đỉnh hí kịch tính. Đại khái là trùng hợp, rời đi quán cà phê thời điểm, các nàng nên diện đụng phải Trần Thanh Mai, nàng hiện giờ cùng lúc trước đã hoàn toàn bất đồng. Đại khái là gần nhất ngu gia sự, Trần Thanh Mai mặt thượng cũng mang theo sầu ý, nhìn đến ngu trà vẫn là cười một chút, đã lâu không gặp. Ngu trà gật đầu, đã lâu không gặp. Hai cái người gặp thoáng qua trần thanh mai nhịn không được quay đầu lại nhìn rời đi nữ hài vẻ mặt hoảng hốt một chút tiếp đến trần mẫn quyên điện thoại thanh mai ngươi tại nào hôm nay có khách nhân ta ở bên ngoài nhanh lên trở về điện thoại kia đầu trần mẫn quyên nói chuyện rất gấp điện thoại không cắt đứt liền cùng một người khác cười làm lành trần thanh mai cũng không biết nên nói cái gì trước lương gia có người lại đây nói lương vân coi trọng ngu minh nhã nhưng nàng cùng ở trong này chơi một đoạn thời gian, kết quả ngu minh nhã không biết như thế nào, vào lúc ban đêm suốt đêm liền chạy. Lương gia trong cơn tức giận liền đối ngu gia động thủ, ngu gia căn bản là chống cự không cái gì, đến bây giờ liền phá sản. Trần Thanh Mai thở dài. Ngu trà trở lại tiểu lâu đã là chạng vạn. Vương mụ gần nhất khả năng tại học điểm tâm ngọt, làm không thiếu, ngu trà ở một bên nhìn nhìn liền đói, bưng một cái khay đi nhà ăn lục dĩ hoài xuống lầu thời điểm, nhìn đến khay trong không hơn phân nữa. Hắn sắc mặt trầm xuống. Cơm chiều không ăn ăn này đó ngọt phẩm, đương nhiên không được. Lục dĩ hoài cảm thấy hắn không thể lại dung túng ngu trà, trước kia cao trung thời điểm, nàng lá gan còn không như vậy đại. Không đợi hắn nói cái gì, ngu trà liền vương tay nhéo khối ngọc phẩm đưa đến hắn bên môi, mau nếm thử cái gì vị nhi. Lục dĩ hoài hé miệng, thuận theo nàng tay cắn một cái, ê ẩm điềm điềm hoa quả vị lan tràn đến đầu lưỡi. Hắn tầm mắt chạm đến đến ngu trà còn không thu, tịch thu, trở về tay, há mồm khẽ cắn một chút, thấp giọng nói. Không chuẩn lại ăn. Rõ ràng thân mật động tác làm vô số lần, ngu trà vẫn là sẽ cảm thấy thẹn thùng, không ăn sẽ không ăn. Lục dĩ hoài không ngờ đến nàng như vậy nghe lời. Qua một lát, ngu trà hỏi. Ngu gia phá sản sự tình ngươi biết sao? lục dĩ hoài ừ một tiếng không chỉ biết hắn cũng ra tay ngu gia có thể lưu tại hiện tại đã là ngu gia bổn gia bên kia giúp vội chờ bổn gia một không giúp vội cái kia từ đấy trong liền lạng công ty căn bản chống đỡ không nổi ngu trà nói thật không nghĩ tới đời trước nàng ngay tại như vậy một cái mùa đông bị ngu minh nhã mang đi cuối cùng rơi xuống như vậy thê thảm hạ tràng chỉ tại sắp chết trước thấy được lục dĩ hoài thân ảnh lục dĩ hoài một cúi đầu, đối thượng ngu trà ướt sủng ánh mắt. Việc này ngu trà không sẽ cùng lục dĩ hoài nói, nhưng là nghĩ đến phát sinh hết thảy, nàng vẫn là cảm thấy chính mình đầy đủ may mắn, có thể có được hiện tại hết thảy. Lục dĩ hoài. Ngu trà kêu một tiếng. Lục dĩ hoài cảm thấy nàng cảm xúc tự hồ không đúng lắm, liễm mi đang muốn hỏi, liền nghe được ngu trà nhẹ nhàng thanh âm, ta có hay không nói quá, ta thích ngươi a. À? Chương 64 phòng ngủ sáu bảo bảo. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ngu trà đến trường tuổi tác muốn sau bạn cùng lứa tuổi đại mấy tháng, đại nhị thượng học kỳ nghỉ đông thời điểm liền tới 20 tuổi. Lục dĩ hoài trực tiếp cho nàng thỉnh một tuần giả, đem nàng mang về Ninh Thành, tại nàng vựng vựng hồ hồ thời điểm, liền lĩnh chứng. Còn không tốt nghiệp, liền thành đã kết hôn thiếu nữ. Ngu trà trên tay cũng nhiều cái nhẫn. Lục gia không thiếu tiền, những cưới là cực kỳ xa hoa chính là mang tới trường học trong đi liền rất thấy được cuối cùng lại mua một cái điệu thấp điểm tuy rằng giá cả cũng đã trải qua trăm vạn ngươi thật kết hôn a à. lâm phiên biết việc này thời điểm trầm thiếu chút nữa kinh rớt lúc này mới đại nhị ai tỉ muội ta đều còn không bạn trai ngươi cư nhiên liền kết hôn ngu trà nhếch môi cười một chút còn không nói gì tô hạ từ bên ngoài tiến vào nghe được cuối cùng vài chữ hỏi ai kết hôn a à, tưởng muốn phần tử tiền lâm phiên cười to cái gì phần tử tiền là ngu trà nàng cầm lấy ngu trà tay mặt trên chuế cái phiêu lượng nhẫn cưới tô hạ một mắt liền nhận ra đến chiếc nhẫn kia nàng trước còn nhìn đến quá không nghĩ tới bị lục dĩ hoài mua đi rồi ngu trà ngươi đại học không tốt nghiệp liền kết hôn ngươi chẳng lẽ còn tưởng sớm sinh hài tử nàng là cái kiên định không hôn đảng. ngu trà nói này còn sớm đi. Tô Hạ nghĩ nghĩ, nói. Bất quá ngươi không kết hôn cũng không có biện pháp, lục dĩ hoài đem ngươi ăn được cắt gao, cũng sẽ không để cho người khác truy ngươi. Như vậy hai năm thời gian, các nàng người chung quanh đều đã nhìn ra lục dĩ hoài chiếm hữu dục, không là giống nhau cường thế. Lâm Phiên hỏi. Khi ngươi chừng nào thì tổ chức hôn lễ A? À? Ngu trà cái này ngược lại là không nghe lục dĩ hoài nói, nhưng là đoán thời gian phỏng chừng đại học tốt nghiệp sau đi. Tốt nghiệp sau không bao lâu, Ninh Thành một hồi thịnh thế hôn lễ. Ngu trà bằng hữu không nhiều lắm, thoát ly ngu gia, cũng không có trưởng bối, nhưng là lục gia lại tìm được lúc trước cô nhi viện viện trưởng. Nàng bị viện trưởng giao cho lục dĩ hoài trong tay. Từ đó chấp tử chi thủ, cùng tử giai lão. Lúc trước đại một sau khi kết thúc, lục dĩ hoài liền ma ngu trà cùng hắn ở chung, trước tiên quá thượng hôn hậu sinh sống, cho nên chân chính kết hôn về sau, ngược lại ngu cũng không có gì biến hóa. Hôm sau không lâu, ngu trà liền đã hoài thai. Hai đời thêm đứng lên nàng đó cũng là đầu một tao, đời trước nàng không nguyện ý, lục dĩ hoài tuy rằng tưởng, nhưng là cuối cùng vẫn là ứng nàng. Lục gia đời cháu không nhiều lắm, lục dĩ hoài là xuất sắc nhất một cái, cũng là định ra tới người thừa kế, cho nên thế hệ trước cùng gia nguyệt tình đều đặc biệt khẩn trương. Lấy lục gia tiền tài quyền thế tự nhiên có thể đi ra nam nữ, nhưng cuối cùng nhưng không có trộn lẫn, dù sao hai cái đều tuổi trẻ, tương lai không vội. Ngu trà phi thường không hề gì. Kỳ thật nàng tương đối yêu thích nữ hài, nhưng thời đại này, nữ hài tổng là sẽ so nam hài thụ đến uy hiếp nhiều, tuy rằng lục gia sẽ bảo vệ tốt. Mang thai khi ngu trà có chút hỉ nộ vô thường. Buổi tối nằm ở trên giường khi, nàng ngủ không được, rối rắm một lát, nhỏ giọng hỏi lục dĩ hoài ngươi thích nam hài vẫn là nữ hài từ xưa đến nay không thay đổi thê tử hỏi trượng phu nói lục dĩ hoài thanh âm trầm thấp tại nàng tai trắc đều không thích ngu trà một mộng tâm tình lập tức liền khổ sở đứng lên liền tưởng cùng hắn cãi nhau hạ một giây đồng hồ nghe thấy lục dĩ hoài còn nói sinh hài tử ngươi liền sẽ nhìn bọn họ ngu trà rốt cục nghe hiểu hắn ý tứ mặc dù là tại ăn giấm nhưng loại này ý tưởng là không được ngu trà nói ngươi không thể như vậy tưởng nàng trong nhất thời không biết là chính mình ngọt ngào hảo vẫn là vi trong bụng hài tử thương tâm lục dĩ hoài nói không tưởng ngoài miệng nói nói mà thôi hai người bọn họ hài tử hắn như thế nào sẽ không thích hắn vui mừng cũng không kịp lục dĩ hoài luôn luôn hành động lực cường từ lúc ngu trà còn không biết thời điểm liền an bài hảo hết thảy, từ bệnh viện đến bác sĩ, lại đến sau khi sinh bảo mẫu, mà ngay cả trường học cũng đã tưởng hảo là cái gì. Ngu trà đi hắn thư phòng thời điểm, không cẩn thận thấy được lục dĩ hoài kế hoạch, mặt trên chỉnh chỉnh liệt hảo mấy chục trang. Lục dĩ hoài từ phía sau lưng ôm nàng, tay đặt ở nàng hở ra trên bụng, nhẹ giọng nói. Có cái gì kiến nghị? Ngu trà khiếp sợ đạo. Đều rất tốt kỹ càng tỉ mỉ đến nàng trong lòng đều bị hạnh phúc đầy đủ. Mấy tháng sau, Ngu Trà Bình An sinh ra bảo bảo. Lục dĩ hoài trước liền suy nghĩ tên, cái này hài tử là chắc trai bối cái thứ nhất, cho nên hắn tưởng tên lại bị lục lão gia tử lấy đi qua nhìn nhìn, cuối cùng vẫn là định ra rồi, liền gọi lục lễ. Đương nhiên hài tử đều có tiểu danh. Lúc đó Ngu Trà đang tại ăn, cho nên rõ ràng liền gọi hắn tiểu xoài, tuy rằng nghe đứng lên có chút kỳ quái, nhưng lục dĩ hoài cũng không phủ nhận. Tiểu xoài sinh ra khi cùng phổ thông hài tử không có gì lưỡng dạng, nhiều nếp nhăn, ngu trà phi thường lo lắng. Hắn không sẽ về sau đều như vậy đi. Tuy rằng chính mình không là mỹ nhan thịnh thế, nhưng là lục dĩ hoài gen như vậy hảo, hai người tại cùng nhau không đến mức sinh cái xấu qua. Lục dĩ hoài đã thói quen nàng đủ loại vấn đề, phi thường thành thạo mà trả lời. Nảy nở thì tốt rồi ngu trà hàng ngày lo lắng hài tử mỗi ngày vừa hỏi tiểu xoài hôm nay nảy nở sao ngày qua ngày tiểu xoài từ sinh ra đến mở mắt lại đến y y nha nha nơi nơi loạn bò mặt mày sơ khai cực kỳ giống lục dĩ hoài tiểu hài tử ánh mắt tổng là trong trẻo đen thùi ngu trà bình thường thích nhất cùng hắn đối diện có thể mềm lòng được rối tinh rối mù mới tấn nải nải gia nguyệt tình đối tiểu xoài yêu thích không buông tay mỗi ngày hận không thể ỉ lại tại bọn họ phòng ở trong các loại đồ vật tất cả đều hướng nơi này đưa tiểu xoài là cái thứ nhất sinh ra chắc trai lên tới lục lão gia tử hạ đến lục dĩ hoài thúc thúc mười mấy tuổi nhi tử đều phi thường sủng ái hắn lâm thu thu thường xuyên đến lục gia ai ngươi đây cũng quá nhanh ta mụ mỗi ngày lấy ngươi thúc ta ngươi nói ta còn không bạn trai làm như thế nào ngu trà lấy đồ chơi đậu tiểu xoài nhìn tiểu hài tử ở trên giường bò tưởng kết liền kết, không tưởng kết liền không kết. Lâm Thu Thu nói, ta tưởng A, à, chính là chính là tìm không thấy. Hoặc là là không phù hợp, hoặc là là dưa vẹo táo nứt. Lâm Thu Thu đột nhiên toát ra đến cái chủ ý, người lão công công ty khẳng định có tuổi trẻ đầy hứa hẹn soái ca đi, có độc thân sao. Ngu trà nghĩ nghĩ, ta cho ngươi lưu ý một chút. Nàng cũng không phải tùy tiện nói nói, nguyên bản chính là hỏi một chút, không nghĩ tới lục dĩ hoài cho hắn một sách tử thật dày lý lịch sơ lược. Lục dĩ hoài mang hài tử chơi rất vui. Hắn bản thân trưởng thành sớm, lại sớm mà vào công ty, khí thế kinh người, tiểu xoài bắt đầu nhìn thấy hắn liền sẽ ủy khuất ba ba rơi nước mắt, vẫn luôn đến lục dĩ hoài uy hắn uống nải ăn cái gì, dẫn hắn đi hoa viên trong tản bộ. Mỗi khi hắn mang hài tử thời điểm, ngu trà đã cảm thấy đặc biệt thần kỳ. Nàng thường xuyên sẽ chụp điểm ảnh chụp phát đàn trong, sau đó thu hoạch tỉ muội một đám ha ha ha, cùng cuối cùng vung cẩu lương cút đi. Tiểu xoài đại khái kế thừa ba ba thiên phú, không có gì ngoài yêu khóc bên ngoài, mỗi một hạng đều so bình thường hài tử nhanh, mấy bối người sủng, hắn tự nhiên là biết khóc có chỗ tốt. Sau lại bị lục dĩ hoài mang đi ra ngoài dạo qua một vòng, không biết nhìn thấy cái gì, trở về thời điểm hồng mắt, tái tưởng khóc thời điểm cũng nghẹn, còn nắm tay cho chính mình cổ động. Lại khóc ta liền, sẽ không ăn cơm. Ngu trà vốn là đau lòng, cũng bị đầu cười. Bên ngoài cảnh xuân minh mị, nàng này nhất thế như là tụ tập sở hữu vận khí tốt, từ trước ký ức cũng bắt đầu biến đạm. Tác giả có lời muốn nói. Kết thúc nha chúc phúc vẫn luôn nhìn đến kết thúc các tiên nữ, cảm tạ các ngươi làm bạn hạ bản ngôn tình không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là minh mục trương đảm ba giới thiệu vắng tắt. Đối với Lâm Sơ Huỳnh, toàn giới giải trí đánh giá nhất trí có tiền có nhang, xuất thân hào môn, và mồm cải láo chế tạo, cố tình miếng thích kiểu này. Đại tiểu thư nhất triều đột nhiên bị bột đã kết hôn, ảnh chụp góc lộ ra một cái xa hoa nhẫn cưới, chói mù người mắt. Võng hữu nhóm sôi nổi xúc động, cuối cùng không bái xuất thần bí lão công. Thẳng đến Lâm Sơ Huỳnh nhận được một cái đáp đề tống nghệ mời. Tiết mục trung có một đạo ít lưu ý tương quan đề, cho phép khách quý tràng ngoại xin giúp đỡ, nàng phát cho ghi chú, lão công, người. Điện thoại bị chuyển được, ngươi buổi sáng không tìm được quần áo tại ta áo sơ mi phía dưới. Khán giả, ta hoài nghi các ngươi tại. Phỏng hữu nhóm. Thanh âm này như thế nào có chút giống một vị đại lão. Đi công ty kia Thiên, Lâm Sơ Huỳnh mở phát sóng trực tiếp, bối cảnh từ có thượng trăm cái xa xỉ phẩm triển lãm quỷ hào trạch biến thành lãnh đạm phong văn phòng. Trong lúc nhất thời, Toàn thân viết, có tiền có nha ngươi tính cái gì, huyễn phú đại tiểu thư phá sản lui vòng đi làm trả tiền lại ngôn luận xoát bình. Lâm Sơ Huỳnh không chút để ý đáp lại. Không có biện pháp, sinh hoạt bức bách, ta thật sự là thật thê thảm một nữ. Sau đó, màn ảnh một chuyển, chỉ thấy một cái ngồi ở bàn công tác sau nam nhân thân tây trang, cấm dục kiêu căng, mi phong vi chọn. Đi làm thời gian không cần chơi điện thoại di động. Phòng trực tiếp thiếu chút nữa băng ngươi thượng không là bang là kim sơn ta rốt cuộc là vì cái gì muốn chú ý ngươi cái này bác chủ a thượng giá trị trăm tỷ bang ngươi theo ta bán thảm